chào mừng các viewer đã trở lại với kênh YouTube Nhạc của Minh Phụng. Ở lần này sẽ là một video khác so với thường ngày. Hôm nay thì Nhân có chuyến bốc hàng hai công đoàn nhập khẩu nên sẵn dịp quay gửi đến anh em, cũng như sẵn giới thiệu luôn về công đoạn vận chuyển vô kho. Xuất phát nào mọi người ơi. Đồng hồ đã là 6:30 sáng. Tụi mình đang trên cầu Thủ Thiêm 2 để đi đến điểm hẹn đây. Thời tiết thành phố sáng sớm thật mát mẻ và trong lành. Còn gì tuyệt vời hơn là một tách cà phê sáng lấy năng lượng đi làm phải không? Riêng mình thì phải đến bãi nhanh chóng để đem hàng về phục vụ cho anh em chứ. Đây là quang cảnh điểm xuống hàng của chúng ta ngày hôm nay. Nhân viên bên mình đang tiến hành dùng kềm cộng lực để mở công. Nhìn hoành tráng không mọi người? SV800 là dòng đàn quốc dân được ưa chuộng rất nhiều trong thời gian gần đây vì thiết kế đẹp mắt, nhiều tính năng xịn sò và chất lượng âm thanh khỏi phải chê. Đội ngũ đã có mặt đông đủ. Giờ mình sẽ đổi góc quay để anh em xem rõ toàn bộ quá trình nhé. Giới thiệu với các bạn một số hình ảnh của anh em đang chuyển đàn xuống xe. Trong đợt này vì SV800 bán rất chạy, bên mình chỉ còn về có 2 công thôi. Số lượng rất có hạn nên còn gì mà không tậu một cây để về giải trí nào. Đó là chưa kể giá vô cùng ok và chất lượng keyboard thì khỏi phải bàn, nên hãy đến showroom của tụi mình để được phục vụ từ A tới Z thôi. Hy vọng video đã giúp anh em hiểu hơn về một ngày làm việc của đội ngũ Minh Phụng. Nếu quan tâm hơn về đàn organ Kidman và các nhãn hiệu piano keyboard khác, các bạn hãy đến với chúng mình. Mọi thông tin về đàn và địa chỉ showroom mình đều đính kèm ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng team và đừng quên ấn like, share, subscribe cho kênh của tụi mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.